đang cỏ. Đây nè hai chú bò, thì sẽ kiếm cho nó cỏ nhiều để cho hai chị ăn. Đây cả nhà, hai chú bò, dắt hai chú bò đi ăn cỏ nha cả nhà, dắt hai chú bò đi ăn cỏ. Hai chú bò con, cả nhà thấy không? Đó, đi kiếm chỗ nào cỏ nhiều quá cả nhà để cho hai chú bò. À, chú bé đi con. Cả nhà nè, thì bây giờ thì dắt hai con bò của thị đi ăn cỏ nha cả nhà. Hai bò, ồ cả nhà dễ thương, chị dễ thương lắm. Chị dễ thương vô cùng luôn á, rất là hiền ha. Hai đi ăn cỏ ha. Nhìn về giống Việt Nam không, nhưng mà thị đang ở Mỹ đó. Chăn đuôi vui cả nhà, đôi lúc cũng vui mà đôi lúc cũng buồn, tại vì nhiều khi con này con kia vô bắt dịch ngỗng gà của mình đó cả nhà. Ngỗng với dịch nhìn nó không có khác nhau cả nhà ha. Nè lúc thị mua về, bây giờ con ngỗng của thị nó đang có lông mới á cả nhà, nó đổi lông mới á. Ngỗng nuôi rất là khó nha cả nhà, ngỗng nuôi khó quá à. Thị không biết sao nữa, dịch cũng vậy, gà nuôi dễ, gà bên đây nuôi thì rất dễ, tại gà chắc nó cũng chạy nhanh cho con này con kia không có bắt được nhiều, còn ngỗng với dịch chắc nó chạy chậm á cả nhà, cho nên con gì mà vô bắt là ngỗng với dịch bị trước à, không biết sao nữa. Bốn chú ngỗng của mình nè cả nhà. Đó, bốn chú ngỗng, còn bên kia thì còn một chú dịch và một chú ngỗng, hai con gà tây và hai con gà tây nhỏ và các loại gà. Trong đây là rất nhiều gà trống nè cả nhà. Đó. Đây. Đang bỏ nước, đổi nước sạch cho mấy chị bơi đó. Trời nóng là phải để như vậy cho mấy chị bơi mới được cả nhà ơi. Cho ăn bắp. Rồi. Bây giờ ăn xong là mấy anh chị đi ra ngoài kiếm mấy cả nhà, kiếm cỏ, kiếm sâu cũng được. Ở đây. Giờ thì ra cho ăn bắp này cả nhà. Đó, vừa dịch vừa ngỗng cả nhà. Để mua 10 con ngỗng mà cuối cùng thì còn có một con 10 con dịch. Thì mua 10 con dịch mà cuối cùng thì còn có một con dịch đó cả nhà. Nhà thấy chưa? Trời ơi, thời tiết nó thay đổi. Bây giờ trời mà tối sớm chút á mình không ra đóng cửa kịp đó là con này con kia vô bắt đó cả nhà. Đó, bây giờ thì chỉ còn một con dịch thôi nè. Và 5 con ngỗng nha cả nhà. 10 con ngỗng mà còn 5 con ngỗng. Bởi vì chăn nuôi á cũng cực lắm. Đúng giờ mà không chạy ra đóng cửa liền á là mấy con khác nó vô nó bắt. Mọi người ơi, đây mọi người, ai xin chào mà cả nhà. Cả nhà biết cái cây này là cây gì không cả nhà? Cái cây này là cây xà lách nè cả nhà. Trời ơi, có ai trồng xà lách cao như thị không? Nhưng mà cả nhà biết không, cái này không phải là để mình ăn, mà cái này tại vì thị ăn xong rồi đó thì nè, thị để nó cao vậy để thị bứt lên đây. Cái cây xà lách rồi cả nhà, thì bứt lên thì cho heo của con của thị ăn á cả nhà. Đó, heo của thị là thị ăn cái gì heo thị ăn đó luôn nè cả nhà, coi lá xà lách nè đó nha cả nhà, mà thị nhổ lên nha nha coi nè. Đó, nhổ lên một hồi thị sẽ ra thị nhổ nha, nên cho heo của thị ăn. Và ok bây giờ thì phải nhổ hai tại nha cả nhà. Đó. Nhổ này là đây cả nhà, ngồi đem cho heo ăn. Đó, nhà thị á trồng rau cải gì mà dài là đem cho heo ăn, hay là bắp đó cả nhà, thì sẽ đem cho heo ăn.
và bắp mình ăn, còn cái ném mình cho heo ăn đó nha. Cái heo của nhà Thủy á, cũng sướng lắm. Rồi đến mùa mà gọi là mùa táo á, nó thì đi lụm táo về cho nó ăn táo. Rồi xong. Đây là salad xanh tươi cho mấy em heo. Một xe thôi cả nhà. Đó, bây giờ kéo xuống. Lấy cái xe này nè, mỗi lần mà Thủy rau cải nhiều quá thì Thủy kéo xuống nè, nè cho mấy anh ăn, mấy anh mấy chị ăn. Đó, nó đang ngồi nè. Thủy sáng cho ăn gọi đó nha cả nhà. Cái này là ăn dặm thêm thôi. Quá trời là quá xá luôn. Rồi xong. Này nha, coi nè, cho mấy em ăn. Thảy vô đó, ăn salad sướng không? Ăn salad, salad sướng lắm. Coi nhà còn một xe salad nè, quá trời luôn á. Đó, trồng cứ thì trồng cây là vậy cả nha. Cái để nó già mình ăn xong cái già nè, thì xong mình cho heo ăn thôi. Ở nhà biết cái cây apple này không cả nhà? Ở Mỹ nó có nè, cây này nè. Cây này cho heo ăn hay là cho dê ăn hay cho mấy cái lá đó cả nhà. Thì cái thịt của nó ngọt lắm á cả nhà. Đây, dê của Thủy là ăn lá này nhiều lắm nè, cho nên là nó không có hôi á cả nhà. Hay quá trời luôn nè. Đó, đây coi mấy anh chỉ ăn đã ơi là đã. Cái này là đàn heo đầu của Thủy đó cả nhà, nuôi bao lâu rồi đó. Heo này nó không có lớn nhanh đâu, nuôi nó từ 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 từ. Đây là heo đực, heo đực. Còn bên kia là heo cái. Rồi Thủy có thêm một đàn sao nữa. Rồi heo của Thủy gần sắp xanh nữa, nhiều lắm. Trời ơi, ở nhà thấy gì chứ, làm dữ lắm cả nhà ơi. Đây nè, đó, mấy anh này là 3 tháng nữa đến năm nay lại liếc rồi là mấy anh này xong nha. Đây đó. Bạn của Thủy á cả nhà, bạn của Thủy ăn đại S người Mỹ á cả nhà. Đó, họ ăn đại S, cái họ chỉ ăn thịt với gạo thôi đó. Họ cũng làm đại S vậy rồi họ đặt Thủy heo nữa cả nhà. À, tại vì nói chứ người Mỹ người ta cũng, người Mỹ người ta thích ăn đồ organic dữ lắm luôn á. Đây nó, cái này là heo heo đực, bên kia là heo nái ha. Cái này là gọi là heo đực. Cái này là mấy anh này là còn mấy chị bên kia. Bây giờ thì đi qua cho mấy chị ăn nữa. Đó, ăn rau đã dễ sợ luôn. Bên kia bây giờ thì đi qua. Đó, có cái xe này nó rất tiện lợi. À, con thì đi chơi bỏ anh này kéo, rồi kéo rồi ăn cho heo luôn. Đây thì kéo nè. À, kéo nó về sau nè cả nhà đó. Vừa kéo qua cho mấy chị bên kia. Ôi ơi, nắng lên rồi cả nhà ơi. Bây giờ 10 giờ mấy rồi thì hụt kìa thà. Nắng lên rồi. Nó thì làm ở ngoài đến 11 giờ mấy xong cái thì vô thì húp nắng, núp nắng trong đến khoảng 7 giờ chiều, 6 giờ chiều thế thì ra thì làm tiếp á cả nhà. Vậy này đó, mấy chị này, mấy chị này đang đợi. Rồi quá trời chút nha mấy chị heo, mấy chị heo, mấy chị heo. Đây nha. Xe gạo luôn. Ăn gạo xanh tươi. Đó, ăn gạo nhiều cho nó mát nha heo. Mấy cô heo. Đây. Wow. Xong một xe gạo.
đó. Mấy đây là ba nàng heo. Ăn vậy chứ chừng 5 phút là hết rồi cả nhà ơi, nhanh dữ lắm luôn. Ở rồi thì bứt mấy cái lá nè, sướng cho mấy anh hay mấy chị ăn, mấy chị thích lắm luôn. Chết chết.